Kính chào quý vị, Ly mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Minh Thạnh. Tác giả lên tiếng về cái sách lịch sử lớp 4. Hiện nay sách giáo khoa lịch sử lớp 4 là tại vì tại sao Ly đọc bài này? Bởi vì Ly cũng có chung cái suy nghĩ giống tác giả Minh Thạnh. Và không chỉ cái sách lịch sử lớp 4 mà lịch sử của cấp 2, lịch sử của cả cấp 3, lịch sử của cả đại học. Tóm lại là tất cả cái sách giáo khoa lịch sử đều có vấn đề. Cho nên Ly mới nói với quý vị là cái nhà nghiên cứu lịch sử mà là Nguyễn Đình Đầu đó quý vị, là một con chiên đó. Và nếu như dựa vào, tại vì ông ấy là 100 tuổi rồi, ông sang bước sang tuổi, nếu mà còn sống thì hơn 100 tuổi, tại vì sinh năm 1920 mà là một con chiên mà lại là nhà nghiên cứu lịch sử. Thì nếu như mà một con chiên mà làm nghiên cứu lịch sử và những cái nhà viết sử sau này mà dựa theo cái tài liệu của cái nhà nghiên cứu con chiên này, nhà một cái con chiên này, thì Ly thấy nó không được yên tâm. Và đây là cái bài mà Ly cũng có chung tâm trạng đó. Mời quý vị nghe để chúng ta không có điều kiện tìm hiểu ở trong sách thì chúng ta có những cái nhận định để cùng lên tiếng. Xin lỗi, không biết giờ này cái cổ Ly làm sao có cái gì? Mời quý vị, Ly ốm quá. Cao 1m65 mà nặng có 48 kg thưa quý vị. Mà Ly ăn không được, Ly kén, Ly ăn ít lắm. Mời quý vị nghe cái bài này ha. Minh Thạnh dạy cho học sinh chỉ thấy chùa, không thấy Phật giáo thời Lý. Thì quý vị có nhiều người không nắm được thì Ly nói sơ đoạn là trong các cái triều đại phong kiến Việt Nam cho đến ngày nay đó, thì đạo Phật ở dưới thời nhà Lý là hưng thịnh nhất, phát triển mạnh nhất. Thời Lý, các nhà sư còn làm cố vấn cho các ông vua thời Lý, và chùa chiền được xây dựng rất nhiều dưới thời nhà Lý, tiêu biểu như là chùa Một Cột hay là tháp Bảo Thiên vân vân. Thì mời quý vị nghe bài viết của tác giả Minh Thạnh. Minh Thạnh giới thiệu sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4. Trong lịch, đây là sách viết nè, sách lịch sử địa lý lớp 4 viết nè. Trong lịch sử nước ta thời Lý, Phật giáo rất hưng thịnh và giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước. Điều đó tất nhiên phải được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học. Đó là lời tác giả, Ly xin lỗi. Tuy nhiên, nội dung bài dạy về Phật giáo thời Lý ở sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4, Ly nhắc lại là ở lớp 4, ở cấp 1 á, thì cái sách lịch sử và lớp và địa lý người ta in chung một cuốn quý vị nhé. Lên cấp 2 thì địa lý riêng, lịch sử riêng, nhưng mà ở tiểu học thì lịch sử và địa lý người ta in chung một cuốn, nửa đầu là lịch sử, nửa sau là địa lý. Cho nên ở đây Ly đọc là lịch sử và địa lý là vậy. Mời quý vị nghe tiếp nhé. Trong lịch sử nước ta thời Lý, Phật giáo rất hưng thịnh và giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước. Điều đó tất nhiên phải được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học. Tuy nhiên, nội dung bài dạy về Phật giáo thời Lý ở sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4, theo tôi là chưa chính xác và không thỏa đáng. Phật giáo thời Lý ở Việt Nam được sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 ghi nhận chệch đi thành chùa thời Lý, tức là ở sách lịch sử địa lý lớp 4 là có một bài là chùa thời Lý. Theo tôi là các tác giả cố ý tránh từ Phật giáo hay đạo Phật, trong khi nội dung bài dạy rõ ràng là Phật giáo thời Lý hay đạo Phật thời Lý. Xin giới thiệu đến các bạn đọc nội dung bài 10 chùa thời Lý, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4, tác giả Nguyễn Anh Dũng, chủ biên Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Sen, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
xuất bản năm 2018 ở trang 32 đến trang 33 như sau. Bài 10, Chùa Thời Lý. Thì trong bài 10 Chùa Thời Lý thì viết ở trong sách giáo khoa này: Đạo Phật được du nhập vào nước ta từ rất sớm. Đạo Phật dạy người ta phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật. Những điều này phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt, nên sớm được người Việt tiếp nhận và tin theo. Đến thời Lý, Đạo Phật trở nên rất thịnh đạt. Đó là sách viết nhé. Tiếp theo hỏi nè. Trong sách người ta hỏi học sinh một câu nè: Vì sao dân ta tiếp thu Đạo Phật? Thì học sinh sẽ trả lời là vì Đạo Phật, giáo lý Đạo Phật là dạy người ta biết thương yêu, rồi biết nhường nhịn, giúp đỡ người gặp khó khăn, rồi không đối xử với tàn ác. Những điều này phù hợp với lối sống cách nghĩ của người dân, cho nên người ta tiếp thu. Đó là đại khái học sinh phải trả lời như vậy. Thì bây giờ hỏi này, vì sao dân ta tiếp thu Đạo Phật? Là cái câu trả lời giống như Ly vừa nói. Và tiếp theo sách viết: Dưới thời Lý, Đạo Phật được truyền bá rộng rãi trong cả nước. Các vua nhà Lý như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đều theo Đạo Phật. Nhiều nhà sư được giữ cương vị quan trọng trong triều đình. Thời Lý, chùa mọc lên khắp kinh thành, làng xã. Triều đình bỏ tiền ra xây dựng hàng trăm ngôi chùa ở các làng, nhân dân cũng đóng góp tiền của xây dựng chùa, hầu như làng xã nào cũng có chùa. Những sự việc nào cho ta thấy dưới thời Lý, Đạo Phật rất thịnh đạt? Đó, câu này là hỏi học sinh, và học sinh sẽ trả lời là chứng minh cho cái câu hỏi, cho câu nói là Đạo Phật thịnh đạt là chùa chiền được xây dựng khắp nơi, rồi các vua nhà Lý cũng theo Đạo Phật, rồi nhiều nhà sư thì được tín nhiệm, được nhà triều đình tín nhiệm, vân vân á. Mời quý vị nghe tiếp nhé. Không biết đi đọc đến đâu rồi. Những sự việc nào cho ta thấy dưới thời Lý, Đạo Phật rất thịnh đạt? Đó là câu hỏi dành cho học sinh. Chùa là nơi tu hành của các nhà sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của Đạo Phật. Chùa còn là trung tâm văn hóa của các làng xã. Và bây giờ sách sẽ hỏi học sinh này: Thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì? Thì sẽ trả lời tóm tắt như câu trước Ly vừa đọc. Chùa thời Lý được xây dựng với quy mô lớn, nhiều ngôi chùa có kiến trúc độc đáo. Đây là lời của tác giả Minh Thạnh. Tôi xin nêu một số băn khoăn của mình, mong rằng được ghi nhận và xem xét điều chỉnh trong bộ sách giáo khoa mới. Chùa thời Lý không phải là một sự kiện lịch sử. Đạo Phật thời Lý mới là một sự kiện lịch sử. Sự kiện lịch sử Phật giáo thời Lý thịnh đạt đó có gì phải né tránh để đổi tựa bài thành chùa thời Phật, thay vì là ghi cái tựa bài là Phật giáo thời Lý hoặc là Đạo Phật thời Lý, thì họ lại né ra, quý vị, họ lại ghi là chùa thời Lý, tựa sách á. Chùa thời Lý không phải là một sự kiện lịch sử, mà phải là Đạo Phật thời Lý mới là một sự kiện lịch sử. Sự kiện lịch sử Phật giáo thời Lý thịnh đạt đó có gì phải né tránh để phải đổi tựa bài thành chùa Phật giáo, chùa thời Lý. Chùa chỉ là nơi thờ tự của Phật giáo. Chùa thời Lý được xây dựng nhiều, đẹp chỉ là một trong những biểu hiện của Phật giáo thời Lý hưng thịnh. Như vậy, phải chăng đặt tên bài dạy là chùa thời Lý là chệch trọng tâm, chệch nội dung, có phần lạc đề? Đoạn văn mở đầu bài dạy chùa thời Lý, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 thực ra là câu trả lời cho câu hỏi bên dưới, nhưng bị đào lên đầu bài trước câu hỏi. Đề nghị bạn đọc cùng suy nghĩ nội dung của đoạn mở bài. Thực chất là câu trả lời cho câu hỏi vì sao dân ta tiếp thu Đạo Phật. Viết như thế là thỏa đáng, chính xác,
khoa học và đầy đủ chưa? Nội dung như vậy là có đơn giản và phiến diện không? Trong sách giáo khoa được giới thiệu, dưới câu hỏi vì sao dân ta tiếp thu đạo Phật, nội dung không phải là câu trả lời. Nếu nêu và giải thích nguyên nhân, nội dung đó chỉ là những ghi nhận thực tế về những sự kiện như vua theo đạo Phật, nhà sư giữ cương vị quan trọng trong triều đình và xây chùa. Nội dung trả lời có ba ý, nhưng cả ba ý không ý nào đi vào nguyên nhân đã nêu khái quát ở đoạn mở đầu. Nói đến Phật giáo thì phải nói đến con người. Bài dạy trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 chỉ nhắc đến tên các vị vua thời Lý theo đạo Phật, nhưng chính những nhà sư đạo hạnh và uyên bác thời Lý mới giữ vai trò quan trọng trong việc truyền bá và làm cho Phật giáo thời Lý hưng thịnh. Không một vị cao tăng nào được sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 nêu tên. Tại sao vậy? Trong khi lại nêu tên đăng ảnh chùa tượng các bậc cao tăng mới là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự phát triển Phật giáo, còn chùa tượng chỉ là kết quả hành đạo. Nội dung trả lời câu hỏi những sự việc nào cho ta thấy thời Lý đạo Phật rất thịnh đạt, dưới câu hỏi những sự việc nào cho thấy dưới thời Lý đạo Phật rất thịnh đạt, nội dung trả lời là chùa là nơi tu hành của các nhà sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của đạo Phật. Chùa còn là trung tâm văn hóa của các làng xã. Cái này lại lạc đề nữa, cho nên học sinh rất khó trả lời quý vị. Phải, hầu như học sinh không trả lời được đâu. Phải chăng là lạc đề vì không có sự việc nào được nêu ra, trong khi học lịch sử trước hết là học sự kiện và đây là câu hỏi sự việc. Câu trả lời của câu hỏi những sự việc nào cho ta thấy dưới thời Lý đạo Phật rất thịnh đạt có lẽ là câu trả lời cho câu tiếp theo bên dưới bị đưa lộn lên trên câu hỏi thời Lý chùa được sử dụng vào việc gì có nội dung trả lời như sau: chùa thời Lý được xây dựng với quy mô lớn, nhiều ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, cũng lạc đề vì không nói gì đến chức năng mà đánh giá quy mô và giá trị kiến trúc chùa. Tại sao giá trị đóng góp lớn hơn của Phật giáo đối với việc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý lại không được ghi nhận để dạy cho học sinh như đóng góp về mặt chính trị, tư tưởng, xã hội, văn học, luật pháp, chính sách khoan dung, mà chỉ ghi nhận kiến trúc quy mô và độc đáo của chùa? Theo tôi, bài dạy chùa thời Lý, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 có rất nhiều khuyết điểm, không phản ánh chân thực và đầy đủ diễn tiến quan trọng là sự thịnh đạt của Phật giáo thời Lý. Các tác giả sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 phần nào viết lạc đề, đảo lộn trật tự nội dung, sai lệch trọng tâm nội dung. Bài 10, chùa thời Lý, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 có tổng cộng 3 hình. Hình 1 là tượng Phật A-di-đà của chùa Phật ở chùa Phật Tích Bắc Ninh. Hình 2, chùa Một Cột ở Hà Nội. Và hình 3, chùa Keo ở Thái Bình. Với những chú thích chi tiết dài dòng càng làm cho học sinh chỉ thấy chùa thời Lý mà không thấy được Phật giáo thời Lý. Đó là lời của bác Minh Thạnh viết đó quý vị. Và cho Ly nói thêm ở đây là gì? Hiện nay trong sách giáo khoa của cấp 2 cũng vậy. Đề cao chữ quốc ngữ của Rốt mà thực tế cái chữ quốc ngữ đó là một công cụ để đi xâm lược nước ta. Và nó không phải là công lao của Alexander Rốt. Và Việt Nam chỉ sử dụng chữ quốc ngữ như một cái gọi là chiến lợi phẩm. Tại vì trong cái thời gian chúng nó truyền bá chữ quốc ngữ vào thì cái chữ đó nó rất là khó đọc, ngoằn ngoèo như con Jun á, nó khó hơn chữ ông Bùi Hiền.
mà nó chỉ được phổ biến ở trong nhà thờ cho đến khi mà có sự đóng góp của rất nhiều học giả trong nước hoàn thiện từ từ rồi lúc đấy mới ta mới có được cái chữ như ngày hôm nay. Tuy nhiên, các nước ở châu Á không sử dụng chữ quốc ngữ nhưng họ còn giàu mạnh hơn Việt Nam. Vậy thì có nhất thiết phải nhắc đến cái chuyện là vinh danh hay nhớ ơn cái bọn giặc đạo này đến để làm gián điệp không thưa quý vị? Đó là những nội dung trong sách giáo khoa và như bác Quang đã nói cần đưa những cái nội dung đó vào giảng dạy trong nhà trường ở Việt Nam. Rồi cũng như là cái câu từ là gì? Ta chỉ trọng tâm nói đến là không được bỏ chữ ngụy, nhưng ta không đấu tranh trong cái việc là phải viết rõ là không phải cuộc kháng chiến chống Pháp hay là chống Mỹ mà phải là cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp Vatican, Liên quân Mỹ Vatican thì mới đúng. Và cái này là một cái khoảng trống mà những nhà viết sử về sau cần phải đưa vào. Nếu không thì thế hệ học sinh của Việt Nam sẽ rất là mù mờ về lịch sử Việt Nam. Ly đã có kinh nghiệm rồi. Bản thân Ly thì không hề được học. Cho đến lúc đi học đại học thì thầy thì cũng sợ đụng chạm, thầy cũng né. Cho nên là Ly mới nói với một cái anh này, anh ấy làm ở trong một cái tổ chức đảng ở ngoài Hà Nội. Ly phản ánh lên như vậy để mong mỗi người có một cái mối quan hệ thì phản ánh lên. Thì Ly á, anh ơi, như ở trong sách bây giờ vẫn có những bài ca ngợi Nguyễn Trường Tộ, Alexander Rhodes. Thì anh nói là Ly nói là mà trong khi đó những tên đó là những tên gián điệp tay sai của giặc. Thì anh nói là anh thì không biết nhưng mà thấy ở Hà Nội vẫn có đường Nguyễn Trường Tộ thì anh nghĩ đơn giản là ông là người có công với đất nước đó, quý vị thấy chưa? Phải phổ biến lên để cho mọi người dân hiểu đâu là giặc, đâu là người có công, đâu là người có tội, và dần dần đi đến xóa bỏ hết những cái tên đường tên trường nào mang tên những cái tên tội đồ của dân tộc nha quý vị nhé. Hãy cùng mỗi một người góp một tiếng nói, góp một dòng chữ để ta làm sạch cái rác rưởi ở trong lịch sử dân tộc nha quý vị nhé. Kính chào quý vị và cảm ơn quý vị.